Xin chào cả nhà. Chiều nay á mình sẽ nấu bún riêu cả nhà. Bún riêu bữa nay á mình sẽ nấu không phải là chả chả tôm nữa mà mình sẽ nấu giò heo. Giò heo mình mua được mấy mấy hộp giò heo mà giò heo trước cả nhà. Nó ít ít có mỡ mà nó nạc rất là ngon cả nhà ơi. Xong mình nấu giò heo. Rồi đây mình có miếng chả cá thác lát cả nhà. Mình giò viên chút xíu mình sẽ nấu mình bỏ vô luôn. Rồi bên đây mình có tàu hũ chả là cả nhà chứ không phải tàu hũ. Với lại cà rốt trắng, cà chua. Bây giờ mình bắt cái nồi lên để mình bắt nồi nước đều lên cả nhà. Bắt cái nồi lên. Bắn nồi nước đều cho nó sôi mình bỏ giò heo vô đơn giản đây cả nhà ơi. Bây giờ nước sôi đây cả nhà, mình bỏ xương vô, bỏ giò heo vô cả nhà, bỏ giò heo vô. Nước nó sôi đùng đùng cái mình bỏ vô cả nhà, thảy vô cái thịt này hồi nãy mình đã mà trụng ra, trụng với nước sôi mình rửa muối này cái nọ cả nhà sạch sẽ. Rồi bây giờ mình có củ hành tây mình bỏ vô cho cái nước nó ngọt nước mà nó trong nước nữa cả nhà. Xong rồi bên phía bên đây mình thắng miếng màu dầu điều chút xíu, mình sẽ xào với cà chua cả nhà, xào với cà chua chút cả nhà ơi. Nó sôi nãy giờ mình đã nấu được bịch rồi, nó sôi nãy giờ cả nhà. Bây giờ mình thả củ cải trắng vô, củ cải trắng với chả cá thì mình bỏ vô. Mình thả củ cải trắng cho nó hành cho nó mềm xíu. Chả cá mình sẽ bỏ vô luôn cả nhà. Chả cá thác lát mình chờ chút xíu cả nhà để cái này á, nó mềm xíu rồi xong mình bỏ tiếp cho nó sôi xíu nữa. Sôi xíu rồi xong mình bỏ chả cá vô. Giờ nó đó, mình bỏ cái kia vô một hồi, bây giờ mình bỏ chả cá vô cả nhà, chả cá vô luôn cho nó sôi luôn. Đầy quá, nó đầy luôn rồi. Rồi mình nấu với loại riêu cua này nè cả nhà. Mình nấu với hộp riêu cua này, mấy hũ riêu cua này mình bỏ vô cái tô. Bỏ vô cái tô. Xong rồi ha, mình đập hai cái trứng vô cả nhà. Hai cái trứng vô cái riêu cua. Thì chút xíu mình bỏ vô cái kia. Trộn cái riêu cua, trộn cái riêu cua lên rồi xong rồi cái kia ha, nấu hồi chút xíu mình cho nó sôi lùm lùm lên cả nhà. Cái mình chế cái này vô cho nó lên cái sợi sợi nó lên cái quặng quặng đó cả nhà. Bây giờ mình nêm nếm luôn cả nhà ơi. Mình sẽ bỏ vô đây một muỗng muối. Hai muỗng đây, hai muỗng muối nhỏ nhỏ này cả nhà. Cái này hai muỗng hạt nêm, chút xíu bột ngọt cái nha. Mình sẽ cho chút xíu muối vô cái chỗ nêm cua. Bên đây mình cho miếng nước mắm vô nữa cả nhà. Đó, cho miếng nước mắm vô nó ngon. Cái nêm cua mình tán lên cho nó, cái trứng với cái riêu cua nó kết với nhau cả nhà. Ô quá trời đầy luôn rồi, một nồi ha, nó đầy đầy rung luôn rồi. Bây giờ ha, đồ đã chín hết rồi, bây giờ mình ha, dặn lửa lên cho nó sôi lên cả nhà. Nó sôi lên là mình ha, nó sôi lên rồi xong rồi mình sẽ đổ cái riêu cua vô cho nó nổi lên cả nhà.
mình nêm nếm như vậy đó cả nhà, thì mình nêm nếm vậy ra xong rồi ha, xong rồi ha, mình nêm lại cho vừa ăn nhà cô dị nhà mình nha cả nhà. Nêm thì mình nêm chung chung vậy đó, rồi xong rồi ha, mình nêm đợi cho nó vừa ăn gia đình mình thôi. Nó sôi lên nè cả nhà, nó sôi lên mấy đầu. Bây giờ mình đổ cái riêu cua xuống cả nhà. Cho nó sôi lên, cho nó mình đổ xuống là nó nổi lên cả nhà. Đầy quá. Cái nồi mình thấy cái nồi nó nhỏ quá cả nhà. Mỗi thứ miếng miếng mà nó quá trời nhiều à. Mình tính đâu ở nấu ít thôi đó cả nhà. Mà mỗi thứ chút xíu xíu cái nó quá trời nhiều. Ủa. Nhà thấy nó sôi không? Sôi nó đầy luôn rồi, thấy không? Giờ mình phải giảm lửa, không giảm lửa là nó sẽ bị tràn luôn á. Nó nổi lên nó mình đổ vô cái ha, nó có trứng á, mình lánh chung với cái wheel á, nó nổi về cả nhà. Rồi xong rồi ha, bây giờ mình cho nó sôi miếng nữa nè, mình bỏ miếng cà chua với màu dầu điều vô là nồi bún riêu của mình xong mình nghe cả nhà. Bây giờ nó đầy quá, mình chắc phải xớt cái nồi quá, nếu không nó đầy quá không biết làm sao nữa nè. Rồi đó, hột riêu của mình như vậy là xong rồi đó. Mình bỏ cái cà chua với cái màu dầu điều vô nữa là cái màu nó lên riêu cua đẹp rồi cả nhà. Đó. Đó, nó nổi lên quá trời luôn rồi. Sang cái nồi bự này cả nhà nhìn nó cái màu rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, nồi riêu của mình nó thành phẩm nè cả nhà. Mình bỏ cà chua vô luôn rồi nè. Đó, rất là đẹp luôn. Bây giờ chuẩn bị ra bàn ăn thôi cả nhà ơi. Xin chào bà chú. Xin chào cả nhà. Dân. Mời cả nhà ăn bún riêu với nhà mình nha. Ăn chanh vô đi. Do nó đạo chanh không bảo chú. Còn ai dắt thì ăn cơm sữa. Chị hai nữa. Trời ơi. Chịu nổi thiệt chứ. Hơi nói không nhiều hơi nói vậy miếng thôi, chua lắm, chua không ngon đâu mẹ ơi. Do nó đi một cái nữa, để nó do anh nữa, hồi chua lắm á do anh. Con để qua đây, thích chua mà. Rồi đủ rồi, nước nhiều lắm, chua nữa hồi chắc hả, còn người ta con gái nó mới ăn chua, con trai gì đâu mà ăn chua dữ vậy trời. Con gái được ăn chua luôn hả? Con gái người ta được ăn chua, con trai không được ăn chua. Hả? Con trai người ta đâu có ăn chua. Jag kollade väsket förra veckan, men sådär, då var det slut. Mở mở chú ăn chưa? Nhon. Của dân mở chú ăn nhanh. Trộn lên chưa cho Danh? Danh trộn lên chưa? Các bà đưa cho mình biết. Trời ơi. Trộn rồi, để cái đó vô. À, trộn rồi, mẹ ơi, trộn rồi. Ừ, trộn rồi ăn nha. Để xíu thôi con. Cái này mắm guốc cả nhà. Nhiều hả? Chị nha. Ừ. Nhiều đó. Mẹ cho rau nha, cho ăn rau đi. Dắt bây giờ không có cái gì ăn là hả quậy đó, ông bà chú ơi cho cái gì rồi cho ăn rau đi. Ừ, dắt nó ăn cái đó hết hả? Ừ. Nó ăn hết hũ cơm sữa ông bà chú ơi. Ừ, ngon quá. Thôi bà cứ chơi với con nha.
Cho mẹ hả? Cho mẹ hả? Bà chua ngon. Ủa ngày mai hai đứa đi xe buýt hả? Ba chở đi tới hả? Người có đẹp mua bánh gì đem theo không? Không. Ủa? Lấy tiền cho ông mua được luôn. Dạ. Giáo nó. Bà nói hình như trong giấy tờ, trong giấy nó có để cô giáo cho bánh á. Không, cho mua. Mua ló luôn. Còn nhỏ đâu có được mua. Vô. Mua chị hai có tiền á. Chị hai không ăn da không bảo chú ơi. Chị hai ngồi sao mà không thấy chị hai đâu kìa. Nó giục khó lắm bảo chú ơi. Ngon á. Cô dắt con nhai xong giục tay. Ngày mai với Sika với John á, trường á nghỉ hè đó là hả, lúc nào trường cũng tổ chức hết cái nhà. Nó phải trường của mình. Chỉnh bù lúa đó. Cho nó nhiễu cho áo rồi. Nhà nước là tỉnh bù lúa đó nghe nhà. Tổ chức mấy xe buýt đó. Chở mấy đứa nhỏ đi tắm này kia nọ. Chở giống như 9 giờ đi tới 3 giờ. Bắt đầu tập trung ở chỗ nào á, điểm danh tên rồi xong rồi lên xe buýt. Xong rồi chở tới chỗ bơi ha, có thầy giáo cô giáo này ở đẳng coi. Mẹ phải ăn cái này hả? Ừ, ăn thịt đi. Ăn thịt đi, đừng có ăn cái da. Em không cần thịt. Em không có ăn da. Do nó đâu kêu được gì đâu, nhưng chỉ có bún với thịt. Vì phải ăn thịt. Ở đây mà con nít nó lớn chừng 14 hay 15 tuổi là ha, nghỉ hè cả nhà. Nhà nước nó cho một cái thẻ xe buýt là ha, ngồi được đi tỉnh này tỉnh kia chơi. Không có đúng tiền. Vô anh phải ăn thịt vô. Ủa ngày mai hai đứa ngủ dậy phải xào cái pita pan nè rồi ăn rồi xong rồi đi. Thịt pan. Mama sẽ mua nó sẽ ăn cả. Mama sẽ ăn pita pan nè. Efter eller? Imorgon. Före. Tänker du? Imorgon. Con mà không có thấy mẹ lại mà không có đi lại cho mẹ. Không đi à? Bố phụng lần đó. Không đi lại hả? Là bị người ta bắt cóc rồi đó. Giặc phê lý phụng lần đó rồi. Mẹ mà tới giờ mà mẹ không thấy con đi lại là mẹ 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 điện thoại police đi kiếm rồi đó. Nghe chưa anh? Hả? Do anh ha, không biết bơi do anh không có được đi sâu nghe không? Hả người tôi. Thầy cô giáo ơi, không cho vô thì không cho đi sâu thì mình phải nghe lời nghe không? Không. Cho bơi ông nhờ có một cái người giúp đỡ. Một cái người giúp đỡ hả? Ừ. Người ta coi hả? Ừ. Một cái người coi. Cho từ lớp 1 tới lớp 6 á cả nhà, lớp 5 hay lớp 6. Mấy đứa đó đi thôi. Cho mấy đứa mà nó sinh ra 2011 với 2006. 11 tuổi. À 12 tuổi. What is the 2011 to 2006? Từ 10 Ja. 1 till 6.
Är inte nollan? John går ju ettan. Ja. Nu 2015. Ja, nollan då. Alla på skolan. Từ 7-8 giờ tới từ 7-8 tuổi tới tới 11 tuổi, 12 tuổi. Đây. Rồi gửi con rồi đúng không? Cái bà là 12 tuổi. Tới 7 tuổi tới 12 tuổi. Nhà bữa sinh typ funnits i 30 år eller sånt där. Pappa. Jag hörde en på jobbet, han när hans barn var små. Pappa. Mamma. Pappa. När började jag sen skolan länge sen? Jag vet. I nollan eller? Vadå? Precis när jag ska börja ettan. Vadå? Nej, precis börja nollan. Vadå? Börja nollan i skolan. Vad är det? Du vet när du börjar... Det är 6 år sedan då. Du börjar 5 nu, alltså vi är 6 år. Không cho người lớn đi theo ông bà chú ơi. Jag också spill. Baba. Dạ. Gì? Dạ. Baba. Dạ. Dạ. Ủa. Xạo quá đi. Rồi hai đứa lấy hai cái cặp hả? Nữa hai đứa phải lấy để quần áo để riêng rồi. Tại con trai nữa rồi tắm một bên, con gái tắm một bên. Hai đứa phải xách hai cái túi. Như vậy lấy khăn cho anh nhé. Hả? Lấy khăn theo anh đó ha. Hết khăn rồi. Tối nay lấy sẵn rồi. Hôm nay đi sớm rồi, nữa rồi quên á. Lấy gì khăn hả? Ừ. Khăn quần áo. Khăn là quần bơi. Khỏi bơi ra. Ừ. Đi tới đó mới thay đồ, thay đồ bơi ra. Không khỏi bơi á lắm. Mà không muốn bơi á lắm. Được không? Nhông bơi á lắm. Ừ. Ừ. Cay quá. Ba đi coi mấy giờ. Được đấy, mắc hay là trái cây? Is it tiga? Nico. Do you get to take a mocha? And what's the other part? The other one? Để cho cái lấy bơm á. Lấy bơm hay gọt xoài á? Xách đi theo. Let's go. Không lấy của em. Nhanh. Cho đừng dính áo kìa. Cô đừng dính áo. Dính áo này nè, dính áo vàng khè nè. Mới là trời rất là nắng luôn cả nhà. Bữa nay tới 20 độ.
con automot làm gì? Automot đi cắt cỏ. Bye bye. Come in, bye bye. Ngon quá. Mình á công nhận ăn ăn bún riêu phải bỏ mắm bút nó mới đúng bài, mới xuất sắc. Đây. Chị hai chào tạm biệt ông bà chú. Sao không ăn rồi? Chắc cho em. Cái này để đó. Ông bà cô chú thương con như giò như giác chị, ông bà cô chú đăng ký chia sẻ like cho con nhân giác nha. Cảm ơn bà cô chú. Giỡn. Cảm ơn. Nói lớn lên. Xảo xảo à, ăn đòn bây giờ. Mày giòn không được nói cảm ơn. Muốn kêu bữa nay rất là ngon cả nhà. Video mình kết thúc ở đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Hẹn cả nhà vào clip sau. Bye bye cả nhà. Bye bye, chúc bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.